Với đặc thù của ngành khai thác cát đá là khai thác các thành phẩm, bao gồm các loại đá có nhiều kích thước khác nhau. Đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành khai thác cần phải theo dõi, quản lý, thống kê chính xác để tránh khỏi những thất thoát hàng hóa xảy ra. Khóa học kế toán tổng hợp khai thác cát đá tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ hạch toán, giải quyết những khó khăn, va chạm xử lý các tình huống thực tế trong mảng khai thác cát đá. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ của mảng khai thác. Nội dung thứ hai sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ. Và nội dung thứ ba hoàn thiện báo cáo tài chính. Trong phần đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình đối với công ty đặc thù, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. So sánh, kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty khai thác cát đá, bao gồm cách hạch toán đối với các hóa đơn đầu vào, mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và các chi phí khác, và hạch toán đối với các hóa đơn bán ra, các hồ sơ chứng từ liên quan đến nộp phí bảo vệ môi trường, các chứng từ liên quan đến nộp thuế tài nguyên, hướng dẫn nộp các khoản thuế và cách hạch toán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn thực hiện việc cách hạch toán đối với trích lương và trích bảo hiểm xã hội. Định hướng được phương pháp tính giá thành của mảng sản xuất, khai thác, cát đá và các tài nguyên khác. Do mảng khai thác cát đá là một mảng vô cùng đặc thù, phải hiểu được quy trình để tính giá thành của mảng khai thác. Thứ nhất, khi khai thác được thành phẩm đá học và tiếp tục đưa thành phẩm đá học để tiếp tục nghiền ra các thành phẩm các loại đá với các kích thước khác nhau. Cách tính giá thành của mảng đặc thù này để hiểu được các chi phí và doanh thu, hướng dẫn việc đối chiếu sửa sai khi thực hiện việc tính giá thành. So sánh doanh thu và giá vốn, loại bỏ bớt chi phí đối với trường hợp đưa vào chi phí không hợp lý. Và nội dung thứ ba sẽ hoàn thiện báo cáo cuối kỳ đối với mảng khai thác. Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung liên quan đến các chi phí phát sinh trong kỳ. So sánh tổng doanh thu và chi phí đối với từng mảng. Cân đối các số liệu, thực hiện việc nộp các tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và bao gồm các mẫu liên quan đến quyết toán, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường đối với mảng khai thác cát đá. Và thực hiện việc kiểm tra lại các tỷ trọng trên báo cáo tài chính, cân đối các số liệu trước khi nộp. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách và kết xuất lưu nội bộ, kinh nghiệm khi có thanh tra quyết toán thuế. Đó là những nội dung chính khi tham gia vào khóa học của mảng khai thác cát đá. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm tự học, học lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các chứng từ, hóa đơn, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com, nhấn vào xem giáo trình online. Và đây là giáo trình của khóa học mảng khai thác cát đá trên trang web ketoanviethung.com. Đối với trường hợp trước khi tham khảo đăng ký khóa học ở phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4 là các phần để cho các bạn xem trước các nội dung của khóa học. Mỗi một phần sẽ có các video hướng dẫn cụ thể. Nhấn xem nội dung, mỗi một chứng từ hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm kế toán. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.